Chào các bạn, đến hẹn lại đến thì năm nay Kington đã đưa ra một cái USB hình con gà để kỷ niệm cái năm con gà ở một số những cái nước như là Trung Quốc hay là Việt Nam của mình. Mỗi một năm thì Kington sẽ sản xuất một cái hình ảnh của một cái con vật đúng cái năm đấy và cái số lượng thì có hạn, để các bạn có thể kỷ niệm, để các bạn có thể tặng quà nhau. Ví dụ như năm ngoái thì chúng ta sẽ có một cái USB con khỉ. Cái USB này thì mình đã làm một cái bài trên tay rồi. Con USB thì rất là đẹp để kỷ niệm năm con khỉ cũng như là kỷ niệm các cái bạn sinh tuổi khỉ. Và năm nay thì chúng ta sẽ có một cái con USB hình con gà. Và bây giờ mình sẽ nhìn ngoài vỏ hộp một chút xíu. Ở ngoài vỏ hộp thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái trang trí để kỷ niệm những ngày Tết này. Ở phía trên này thì các bạn sẽ thấy một cái logo của Kington này. Đây, ở phía dưới này thì các bạn sẽ có tên và logo của Kington luôn. Ở phía đằng sau thì các bạn sẽ có một số những thông tin đáng nhẽ ở phía dưới này này. Nhưng mà bị FPT dán cái tem phụ đây rồi. Thì thực ra thì Kington thì chỉ có một vài cái nhà phân phối chính thức ở thị trường Việt Nam thôi. Còn những cái mà sản phẩm không có những cái tem nhãn phụ và thương hiệu của cái nhà phân phối Kington tại Việt Nam thì phần lớn là hàng nhái các bạn nhé. Kington bây giờ xuất xứ từ Trung Quốc, nhái sang rất là nhiều. Ở phía bên này thì các bạn sẽ có một số cái thông tin về sản phẩm khác, ví dụ như là cái mã sản phẩm này DTCNI 17, dung lượng 32GB. Rồi, về cơ bản ngoài hộp thì nó cũng đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Đấy, thì khi mở ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay con gà đây rồi. Thì mình sẽ mở con gà ra cho các bạn xem. Ở phía dưới không còn gì nữa. Như vậy thì cái hộp thì rất là đẹp, nhưng mà trong hộp thì duy nhất chỉ có một cái USB con gà thôi. Bây giờ thì mình sẽ xăm soi chi tiết hơn cái USB này. USB này thì được làm bằng hợp kim 100% nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màu vàng đồng. Đó, ở phía chỗ này thì các bạn sẽ có một cái phần cao su để chúng ta cầm vào nó dễ chịu hơn khi mà chúng ta cắm. Ở phía dưới này thì sẽ có một số những cái hoa văn. Nói chung là nó sẽ hình tượng con gà rất là nhiều. Ở đây chúng ta sẽ có thêm cái logo Kingston nhỏ nhỏ ở đây nữa này. Ở phía đằng này thì chân cổng này có một số những cái chứng chỉ này. Ngoài ra thì cái chiếc USB này còn đặc biệt nữa là các bạn có thể rút vào ra như này. Đấy, khi các bạn rút ra như này thì nó sẽ là một cái USB rất là nhỏ. Ở phía nhỏ trên này thì các bạn sẽ có một cái logo Kington nhá. Đó, ở phía đằng này thì không có gì rồi. Thì khi mà các bạn sử dụng riêng độc như cái này ấy, thì các bạn sẽ có thể cắm vào laptop này hoặc là các cái cổng USB ở trên ô tô thì rất là tiện. Và cái cổng USB này là chuẩn 3.1 nhá. Như các bạn nhìn trên màn hình thì khi mà test ở cái cổng USB 3.0 ấy, thì cái tốc độ ghi ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là nó rơi vào khoảng tầm từ 16 đến 24 m với tốc độ rất là nhanh. Còn ở trên cổng USB 2.0 thì cái tốc độ nó rơi vào khoảng tầm 10 đến 16 m. Đây cũng là một cái tốc độ rất là cao đối với các cái USB 2.0 rồi. Còn về tốc độ đọc thì thực sự là những cái loại này thì nó đọc rất là nhanh. Cái này thì mình cũng không cần test để làm gì nữa. Như vậy thì các bạn đang có một cái USB rất là đẹp. Chúng ta có thể mua về để tặng nhau kỷ niệm năm con gà cũng như là năm tuổi của một số bạn. Năm nào cũng vậy thôi. Kingston thì cho ra những cái USB này để cho các bạn làm cái kỷ vật rất là đẹp. Và còn giờ gì nữa mà các bạn không sắm ngay cho mình một cái USB này. Số lượng thì rất là có hạn và các bạn có thể chỉ có cơ hội mua một lần thôi. Năm sau thì Kington sẽ không sản xuất cái con này nữa và cái số lượng sản xuất thì nó cũng không phải là nhiều. Nếu mà thích yêu hoặc là các bạn đang sinh năm con gà thì hãy lựa chọn mua ngay lập tức để chúng ta có một cái kỷ vật rất là đáng nhớ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.